mình đang ở khuôn viên trường đại học Stanford. Và đây là sân vận động Stanford. Wow! Đây là đường đích cuối. Ở ngoài chứ. Cuối cùng cũng về đích. Trời ơi, quấn thằng như. Cuối cùng cũng về đích. Tiếng này Mio cũng ở đây chụp cảnh cây cầu nổi tiếng. Thà mẹ thương Mio xin mẹ. Hai bạn đang hơi ngắm cảnh cầu đỏ. Sausalito là một cái town, thị trấn ở San Francisco, gần San Francisco. Thì ở đây có một cái bãi tàu, rất là nhiều tàu. Phía xa xa là nhà ở trên đồi, rất là đẹp. Và đặc biệt ở đây là bầu trời thì trong xanh. Trời rất là nắng. Đây có dịnh hoài vậy? Đừng có dịnh vô nha con. Ê, Mio nhảy nha Mio. Nhảy nha. Đi ra cầu tàu để mình ngắm nước ở đây rất là trong, trong bắc luôn. Cẩn thận nha. Thank you.